đừng tham lợi. Mà đi các hồ thông rằng việc bắt thua có ảnh hưởng nhất định chứng quyền lợi. Đây là lời son cùng của bị cáo với hội đồng xét xử của bà bị án. Không phải lời son cùng của bị cáo với những người chấp và cổ đất của bị cáo. Bà muốn trong cơn để bị cáo nhưng mà lời son cùng. Một lần nữa xin được thẳng thắn cho tôi được nói đầy đủ, thì nói không đầy đủ thì sẽ không giúp tôi được nói những lời trọng tâm. Tôi cam đoan với hội đồng xét xử, tôi không nói gì những điều tôi đã nói. Tôi sẽ nói những điều hoàn toàn mới, những điều tôi chưa được nói. Tôi đề nghị ông kiên nhẫn dành thời gian cho tôi. Tôi xin lỗi. Một số cổ đông nhỏ có thể bị thiệt hại trực tiếp từ việc tôi do một số ngân hàng đã xếp nợ khi sản cổ phiếu xuống. Những thiệt hại này có thể là tan ra hoặc sản của quý vị. Nhưng tôi đồng hành xin lỗi các quý vị để là tất cả khả năng của tôi. Tôi thật là sẽ những cổ đông khác, những cổ lớn không có bất kỳ thiệt hại nào vì đây là những nhà đầu tư lâu dài. Đối với hơn 15.000 cán bộ nhân viên ngân hàng Á Châu, những người mà đang giúp ngân hàng Á Châu làm ra rất nhiều rất thành công trong hơn 20 năm qua, tôi mong rằng anh chị em sẽ tiếp tục làm việc thật tốt để giúp cùng ngân hàng Á Châu xây dựng đất nước này, xã hội này. Tôi đã yêu cầu vợ tôi không bao giờ bán cổ phần ngân hàng Á Châu, yêu cầu con tôi không bao giờ bán cổ phần ngân hàng Á Châu. Mong muốn rằng gia đình tôi sẽ tiếp tục cùng anh các chị, cùng cán bộ nhân viên xây dựng ngân hàng Á Châu, góp phần xây dựng đất nước. Và tôi đã yêu cầu vợ tôi, yêu cầu ban lãnh đạo ngân hàng Á Châu ngày hôm nay không được cắt giảm lương, không được đuổi việc những người này, vì họ là thành phần lớn những người đã tạo dựng ra thành công ngân hàng Á Châu ngày hôm nay. Có thể chúng tôi có sai sót này, chúng tôi sẽ gánh chịu những sai sót đó. Nhưng ngân hàng Á Châu không phải nói lần nữa họ không bao giờ đứng tên hiện tôi tố cáo tôi. Tôi có điều xin mãnh liệt và hơn 15.000 cán bộ nhân viên này là sẽ không ai hiện tôi tố cáo tôi. Còn những người nào nặng sai họ hiện tôi tố cáo tôi trước sau sẽ bị đưa ra bị sai. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ hiểu tôi, những nguyên tắc làm việc của tôi tại ngân hàng Á Châu, hiểu rằng tôi đã đóng góp gì cho ngân hàng Á Châu trong 25 năm qua. Thứ bảy, tôi thành thật rất mong cán bộ nhân viên của ngân hàng Việt Nam Thương Tín thông cảm cho tôi khi gia đình tôi buộc lòng bán cổ phần ngân hàng này. Đây là một đau đớn của mấy tôi vì không thể lúc có tiền mặt trả lương cho tất cả mọi người khi tôi đã đồng ý cho vợ tôi bán cổ phần ngân hàng này. Trang trọng tôi mong rằng cán bộ nhân viên hiểu rằng đây là bài học cho tất cả, tôi không tiếp tục tin tưởng của anh chị vì sẽ không ngày nào đó. Lúc nào đó, tôi tin rằng gia đình tôi sẽ quay lại ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Thế nào? Tôi muốn nói với gia đình tôi, mẹ tôi, các em tôi, mọi người, tất cả. Vì sao? Tôi không cho các em tôi thân nhân. Tôi không cho các em tôi tham dự các vị trí quan trọng của ngân hàng. Dù tôi hoàn toàn có thể là nhưng tôi cho rằng em tôi chưa đủ năng lực, chưa đủ trình độ để có thể quan trọng. Nhưng hơn thế, tôi đã nói với em tôi nhiều lần, tôi nhìn thấy các rủi ro trong kinh doanh tại Việt Nam, nên tôi không muốn các em tôi hoặc không phải chịu những cái rủi ro này. À, tôi muốn nói với em tôi, thường sẽ sửa. Hôm trước tôi đã nói, tôi biết tôi sẽ phải làm. Nhưng tôi không bỏ chạy, tôi sẵn sàng đứng lại, nhận trách nhiệm về những việc mình làm. Và tôi đã gọi hai con trai tôi lên. Một cháu đó là 8 tuổi. Một cháu đó là 15 tuổi. Cháu thứ ba bé bỏ, tôi không bỏ. Tôi nói với cháu thứ hai này, có thể có chưa được. Nhưng tôi cũng rằng, có cuộc đời này, bố cũng đã có. Tôi nói với cả tôi, có bạn gì như thế này, là có
Thứ hai, có mong muốn của tôi với các con tôi thì được kinh doanh như thế này. Cái thứ ba, những điều tôi yêu cầu con trai tôi sẽ thay tôi và người thân về chăm sóc vợ tôi. Tôi không bỏ chạy, tôi không trốn chạy trách nhiệm, tôi tin ở chế độ này, đất nước này có kỷ cương các nước, mặc dù thời gian đó rất sớm, tôi không hoàn toàn đồng ý. Hộ chiếu tôi có visa rất dài hạn, khắp các nơi, tôi có quan hệ rất dài khắp nơi, nhưng tôi không đi. Tôi chờ cái gì thì đi mình, chờ để chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Thứ tám, tôi xin phép được nói với vợ tôi, tôi chưa bao giờ được nói với vợ tôi. Hai lần ở đây vợ tôi lại quả chỉ đọc cho tôi ở thăm sức khỏe. Hôm nay tôi xin phép được xin phép được nói với vợ tôi. Lần lời đầu tiên khi tôi được sư, để có thể giúp tôi chuyển về đây, tôi đã nói với sư trước mặt của người cha được hai điều. Điều thứ nhất, không bao giờ chạy án, không gặp gỡ bất kỳ ai đang giữ các trọng trách ngày hôm nay xin sỏ gì với tôi, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo, đồng thời nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của tôi. Đây là phần thứ nhất tôi nhắn gửi đến vợ tôi. Thứ hai, tôi nói với vợ tôi rằng tôi sẽ tự giải quyết các vấn đề liên quan đến án tử của tôi. Tôi tin rằng mình vô tội, tôi tin rằng mình có khả năng, có đủ tư duy, có đủ gờ bóc để chứng minh với hội đồng xét xử rằng tôi vô tội. Tôi xin kết thúc sau. Để khỏi mất thời gian của hội xét xử, tôi cũng xin nói rõ vấn đề trên để khỏi mọi người làm là có những suy nghĩ khác nhau. Việc tôi việc biết được cơ quan điều tra bắt tôi không phải từ thông tin nào cả, về mặt xã hội để biết, dư luận để biết, nhà kinh doanh đều biết, mà được phản ánh ngay cho mức được hồ sơ của án này để cơ quan điều tra đã được sử dụng anh Lý Xuân Hải để tố cáo tôi, để khống chế anh Lý Xuân Hải để khống chế để tố cáo tôi. Khi anh Lý Xuân Hải là người rất quan trọng, anh báo cáo công việc của hội đồng quản trị thường trực hội đồng quản trị họ có cơ đến để thông báo rằng họ tôi có nói với Hải là hội đồng triển khai tôi câu thứ nhất. Tôi đề nghị người cung cấp tất cả những yêu cầu liên quan đến tôi khi cơ quan điều tra yêu cầu. Thứ hai, vì tố cáo tôi nên tôi sẽ không tham gia bất kỳ ý kiến nào của tổ chức hội đồng quản trị. Tôi chỉ được những thông tin nào để làm văn bản báo cáo lãnh đạo của công an về việc cơ quan điều tra ra nào để kế hoạch. Việc này tôi đã công khai với người ngồi đây, anh Tuấn, anh Kỳ, anh Vân. Và tôi khi nói chuyện với Hải, cơ quan điều tra để nghe tôi biết tôi ứng xử thế nào, khi tôi biết tôi sẽ tôi công dân như thế, tôi không làm, tôi vẫn là sẵn sàng chấp nhận những gì thử thách để nghe các chúng ta. Những người tôi rất cảm ơn các đồng viên, các đồng tin. Tôi hiểu sâu sắc là nhiệm vụ thiêng liêng của báo chí tìm ra sự thật, bảo vệ công lý. Cảm ơn quý vị, anh chị, giúp tôi tìm ra sự thật của vụ án, khi đó sẽ không có mỗi người tiên. Tôi xin cảm ơn ban giám hiệu, cán bộ y tế đã giúp tôi sớm qua được những ngày khó khăn. Tổ y tế đã nhiều sẻ thức ăn hàng ngày cho tôi trong thời gian tuổi trẻ, đã giúp tôi khám sức khỏe ngày hai lần cho cả năm trở về. Tôi có thể giữ được sức khỏe ngày hôm nay có mọi cách. Tôi không bao giờ quên những điều tôi biết rằng những cái điều tôi không được đối xử công bằng như các bạn đã nói, những cái
cho người khác ở cơ quan của trong kinh này. Tôi cũng cảm ơn các cán bộ chiến sĩ của trại kinh 16 cho quan điểm của tôi. Tôi thấy khó khăn của tôi, động viên tôi, hỗ trợ tôi và sơ cứu thì của tôi, yêu cầu nhân dân nơi tôi và mọi người. Thay đổi thật sự, tôi không nghĩ sang bắt đầu như là trực tiếp đưa tôi cần tôi sẽ sử dụng cái kia rất biết rằng phía trước còn phải như không phải nơi được khai hoa hay thành công, nhưng kết luận của chúng tôi đang điều tra là rất dài của vị lãnh đạo soát xúc phạm đến danh dự cá nhân tôi và gia đình tôi. Một lần tôi phải nói chủ quyền không đúng, tôi chỉ nói rất là tôi không chịu được. Khi còn rất trẻ, đầu những năm 90, từ lúc đấy là đảng, nhà nước ra một số người rất khó khăn, vì tôi có những mối quan hệ rất tình cờ, rất là tình với đảng, nhà nước Nga. Trong khi Liên Xô tan rã, quan hệ Việt Nam, Nga rất khó khăn. Vì những quan hệ tình cờ tôi có, tôi là một cái vị lãnh đạo đảng quốc gia của Hoa Kỳ. Thứ nhất, làm sao xóa được cái nợ của Liên Xô cũ với Việt Nam. Thứ hai, làm sao mới được quan hệ và thương mại Việt Nam Nga. Điều thứ ba, làm sao có thể mua được vũ khí cho Việt Nam. Tôi không biết những việc tôi làm tốt hay không, đóng góp được những điều này, tất cả những điều này là có thể qua cái đại của nước này. Rất nhiều người tham gia, nhưng tôi nhận được sự nhận xét của những lãnh đạo là tôi đã làm rất tốt của người tham gia. Tôi không đi sâu được này, thì đây là có thể liên quan đến an ninh quốc gia. Nhưng một người giúp tôi làm những việc này trong năm đó chính là bị cáo Lê Vũ Kỳ. Người một trong hai người thiết định cho tôi cho cả 5 năm ở việc này. Còn ai thấy nguy hiểm khi nó mất. Nhân chứng khác đấy là Kỳ được trực tiếp định cho tôi cho cả 5 năm. Tôi sẽ dừng lại đây vì hồ sơ về việc này cơ quan điều tra đã thu giữ đầy đủ. Nên tôi đề nghị cơ quan điều tra trả lại hồ sơ cho tôi vì đó là trung tâm tài liệu cá nhân của tôi. Và thứ hai, rất cụ thể, có thể nhìn thấy được, sợ thấy được. Đấy là đầu những năm 90 để làm sạch ngành điện rất nỗ lực để làm sao có thể đưa 4 tủ máy 5678 của thủy điện Hòa Bình vào Việt Nam đúng tiến độ để có thể phát điện góp phần xây dựng đất nước. Tôi, anh Kỳ là những người đã có góp quan trọng giúp ngành điện đưa được những tủ máy này về Việt Nam với giá rẻ nhất, hợp lý nhất, đúng tiến độ nhất, đóng góp vào xây dựng đất nước. Anh Kỳ là người không rất lớn là đủ thế thôi. Thứ ba, sẽ không là thêm thứ ba trong những năm 90 trong năm tổng công ty hay Việt Nam đang đứng trước cái việc là rất nhiều là chứng minh mà bằng hồ sơ chứ không phải là thứ
biết vào những năm ở thị trường chứng khoán Việt Nam mới bắt đầu có rất nhiều kẽ hở để có thể bị thao túng thị trường này. Tôi biết rất rõ những kẽ hở ở đâu có thể kiếm được rất nhiều tiền những kẽ hở đó, nhưng tôi không làm. Tôi cùng bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã viết một tờ báo cáo gửi cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước về hiện tượng này và kiến nghị những việc cần làm. Báo cáo này đã được ông Nguyễn Nhạc gửi đến tổng biên tổng thư Quốc hội, biên tổng thư Quốc hội đã có ý kiến gửi cho các ngành, các cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản chỉ đạo các bộ tài chính, chứng khoán, ngân hàng nhà nước xem xét những đề xuất kiến nghị của chúng tôi, và sau đó các bộ này và chính phủ đã có những giải pháp hướng để khắc phục những lỗi này, chống đỡ việc thao túng giá trong thị trường. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, về việc ngân hàng nhà nước, lĩnh vực mà tôi đã hoạt động chính và đưa binh khi cả tố ngày hôm nay liên quan mật thiết đến ngày hôm nay, không phải ngày hôm nay tôi mới nói lại hoài hay nói hay là không có những bằng chứng, mà tôi xin hội đồng xét xử nói rằng ghi nhận với tôi rằng tôi đã có những góp ý kiến cụ thể để văn bản cho lãnh đạo nhà nước Việt Nam ngay từ khi xây dựng đề án để báo cáo của chính trị thông qua chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2005-2010 tầm nhìn 2020. Tất cả những góp báo cáo đó tôi đều thực hiện bằng văn bản. Ngay cả việc sắp xếp chấn chỉnh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, tôi và một số chuyên gia đã có báo cáo gửi cho lãnh đạo nhà nước đề xuất để chấn chỉnh hệ thống đó như thế nào. Tôi không nói sâu nữa, tôi chỉ nói hai ví dụ. Và tôi xin tận dụng giây phút hiếm hoi có thể nói tại phiên tòa ngày hôm nay, trong lời nói cuối cùng, tôi xin hỏi đề nghị các đại cảng nhà nước giúp tôi lưu ý ba việc. Một, mà tôi cho rằng đây là những điều rất cần thiết, công dân cần nói, cần gửi gắm đến lãnh đạo cảng nhà nước. Một, việc sắp xếp là các ngân hàng thương mại cổ phần không phải là việc sắp xếp cô số học, không phải là cộng tác xuống ngân hàng yếu trở thành ngân hàng mạnh, mà cần phải giải quyết thực chất các ngân hàng. Hãy nên dùng ngân hàng mẹ, ngân hàng mạnh để kèm ngân hàng yếu. Tôi cho rằng đấy là phương pháp của phòng. Thứ hai, trong 30 ngân hàng thương mại cổ phần nay đang hoạt động, trong 5 ngân hàng thương mại nhà nước đang hoạt động, có 3 ngân hàng thương mại nhà nước có vấn đề lớn, trong đó có một ngân hàng tên là Tiền Kim Bắc và có một ngân hàng thương mại của người khác. Tôi không nêu tên những danh ngân hàng nào thì tôi cho rằng nguy hiểm cho hệ thống, nhưng tôi nói xin các bạn với tất cả những nghiên cứu của tôi có 4 ngân hàng như thế đề nghị sẽ đạt ngân hàng nhà nước và lãnh đạo đạt nhà nước quan tâm. Thứ ba, mục tiêu của tất cả các việc chấn chỉnh hệ thống ngân hàng là gì? Để mong muốn rằng hệ thống này hoạt động lành mạnh đừng để cho ngân hàng nước ngoài chi phối để mất đi trái tim nền kinh tế. Tôi xin dừng lại. Thưa hội đồng xét xử, thưa ông chủ tọa, về 4 tội danh tôi được truy tố, tôi sẽ không nói nhiều các tội danh khác vì 3 tội danh tôi đã nói trước. Riêng tội danh lừa đảo chiếm đoạt, xin cho tôi nói kỹ hơn. Thứ nhất, tôi anh Phan chỉ không lừa đảo chiếm đoạt tiền của ai cả, đây là lời khẳng định của tôi trước tòa. Thứ hai, sai sót dẫn đến tài sản của công ty bị chiếm đoạt chính là của công ty khác, một thành viên khác bảo pháp. Số tài sản này đã bị chiếm đoạt trong một ngày mà kéo dài trong 40 ngày, không phải trong một việc mà nó có một loạt hành vi, và cái này nó không liên quan gì đến việc biết hay không biết của anh Dương, anh Long hay anh Hải. Nó hoàn toàn nằm trong ý thức của vị giám đốc công ty, một thành viên khác bảo pháp, và điều đó tôi cho rằng là sai lầm nghiêm trọng của cơ quan điều tra. Tại phiên tòa tôi đã nộp đơn khiếu nại, và hôm nay trước mặt hội đồng xét xử tôi xin kể kỹ danh những người nào đã làm sai phạm hồ sơ vụ án. Đó là tôi xin lỗi những người này vì tôi không nhớ họ tên nên cho phép tôi chỉ nói tên. Đó là ông Tiến, đại tá trưởng phòng 10, ông Long, thượng tá
khó của mình. Và hai điều tra viên khác, thứ hai điều tra viên này tôi nghĩ là đây sẽ không nên trên hai điều tra viên. Thứ ba đó là thiếu tướng Nguyễn Đức Chính, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, cục trưởng C46, họ là những người báo cáo sai sự thật lên lãnh đạo đảng và nhà nước về vụ án này. Đó là những người đã đẩy cho chúng tôi phải ra vòng móng ngựa, phải chịu và có thể phải chịu những bản án rất là nặng nề khi chúng tôi không phạm án, không vi phạm pháp luật. Và tôi cho rằng đơn kháng cáo của đơn vấn nạn của tôi đã được tôi ký tên một cách công khai, cần có sự trả lời một cách chính thức của các cơ quan. Tôi hiểu sâu sắc rằng khi tôi nói điều này, tức là tôi đã đặt gia đình tôi và tôi trước một mối nguy hiểm vô cùng. Nhưng tôi tin vào chính sách, vào chế độ này. Tôi tin, tôi đặt toàn bộ niềm tin vào 90 triệu người dân Việt Nam. Những người này là những người sẽ bảo vệ tôi, gia đình tôi xin phép bảo vệ xét xử cho các tôi nói như thế. Để tôi ý thức đầy đủ sự nguy hiểm của vấn đề này, khi tôi đã đọc tên chính thức ký tranh những người làm trái pháp luật. Về các tội danh khác, một lần nữa tôi xin khẳng định trước hội đồng xét xử, tôi không phạm tội kinh doanh trái phép, tôi không phạm tội cố ý làm trái, tôi không phạm tội trốn thuế, còn tôi không phạm tội như thế nào trong phiên tòa. Hội đồng xét xử đã được nghe các luật sư đưa ra các luận cứ, đã được tôi chứng minh bằng bằng chứng cụ thể, ý lẽ cụ thể. Thời gian không có nhiều nên tôi xin được xét xử cho tôi đưa một số kiến nghị đến với các bạn, nhà nước và lãnh đạo của ngành ngân hàng cho một xét xử như sau. Thứ nhất, tôi kính đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam, trưởng ban chỉ đạo trung ương sẽ xem xét toàn diện cẩn trọng các vấn đề liên quan đến vụ án, những vấn đề đã nêu tại phiên tòa, và mong muốn rằng không giao cho ban kinh tế trung ương, ban nội chính trung ương đánh giá lại toàn bộ vụ án để làm rõ những cái gì không đã được nhận báo cáo trước đây là không chính xác để bảo vệ quyền công dân của tôi. Thứ hai, tôi kính đề nghị ông Trương Tiến Sang, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưởng ban cải cách hành pháp, tôi mong rằng với tư cách là người đứng đầu của mình, ông sẽ giúp tôi được minh hoan, giúp tôi cũng như để cho 90 triệu người dân Việt Nam này nhìn thấy rằng Việt Nam không thực sự cải cách cho họ. Thứ ba, tôi kính đề nghị với ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng chính phủ, với tư cách là người điều hành đất nước, tôi mong ông có những hành động thiết thực để bảo vệ hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, hệ thống doanh nhân Việt Nam, và trong đó có tôi, những người đang ngày đêm cố gắng hết sức mình lao động vô cùng để làm sao có thể đóng góp xây dựng đất nước. Dân có giàu, nước bị mạnh, nước bị mạnh thì quân đội bị mạnh, quân đội bị mạnh thì mới giữ được nước. Tôi chỉ mong muốn thôi. Tôi cũng kính đề nghị ông Nguyễn Xuân Đường, chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rằng vụ án của ông liên quan đến một số nội dung của thẩm quyền, nên tôi mong ông sẽ quan tâm xem xét và có trả lời để rõ quốc hội ý kiến về những vấn đề này như thế nào, về những văn bản pháp luật được quốc hội ban hành ra sao, và những cơ quan công quyền đã thực hiện những văn bản như thế nào. Tôi mong sớm nhận được sự quan tâm của ông. Là một cử tri tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, khi đưa bỏ phiếu cho các vị đại biểu quốc hội ứng cử tại khu vực này, tôi cũng mong rằng các vị đại biểu quốc hội ứng cử tại khu vực tôi đã bỏ phiếu sẽ có tiếng nói trong quốc hội, nhất là quốc hội Cam Thọ hiện nay, để có thể giúp tôi bảo vệ quyền công dân của mình cá nhân.
tôi xin đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành hội nghị. Tôi đề nghị lãnh đạo ban ngành tư pháp trung ương, trong đó có ông bộ trưởng bộ công an, ông thứ trưởng bộ công an phụ trách ở phòng 6, hãy xem xét lại những việc làm của cán bộ điều tra, đừng để những thành tích của cán bộ điều tra hay cơ quan điều tra có được từ vụ án Nguyễn Đức Kiên ở đồng đó để có nhận được những tấm huy chương, những bằng khen, vì mặt trái của nó là những bản nam thù oan nghiệt cho chúng tôi, những công dân vô tội. Tôi xin kính đề nghị trực tiếp có một đề xét xử những nội dung sau. Thứ nhất, tôi đề nghị một đề xét xử nếu chưa thực sự có đầy đủ thời gian, chưa có được thì sự đầy đủ chứng cứ giải thích để một đề xét xử đừng gây án. Vì có những tài liệu, những chứng cứ chúng tôi đưa ra cần có sự thẩm định các kỹ năng của hội đồng xét xử. Và tôi cho rằng nếu hội đồng xét xử vẫn quên ngày 15 tháng 6 thì có thể đó là một bản quyền đã thẩm định tổ chức thất đi quan điểm của chúng tôi. Thứ hai, hiến pháp Việt Nam quy định tại điều 31. Hiến pháp Việt Nam tôi đề nghị hội đồng xét xử nên chờ sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đảng và nhà nước để làm sao chúng tôi nhận được quyền bảo vệ công dân một cách hợp pháp theo hiến pháp quy định. Tôi kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét yêu cầu cơ quan điều tra về việc phong tỏa tài sản tôi cho rằng những tài sản này là do mồ hôi nước mắt của tôi làm ra trong 30 năm qua và không liên quan gì đến vụ án. Còn về phong tỏa hay kê biên này tôi cho rằng không hợp pháp. Nếu như có phát sinh những vụ dân sự của vụ án này thì tôi bảo đảm rằng công ty Medi là một pháp nhân sẽ thực hiện đầy đủ những vụ của mình, không cần phong tỏa. Thứ tư, khi chúng tôi kết quả tổng đạt lệnh và chúng tôi đưa ra xét xử, tôi hỏi ông thư ký tòa thành phần của xét xử là ai. Tôi rất mừng khi trong thành phần của xét xử có một vị nguyên là sĩ quan quân đội đồng ngũ của tôi. Có hai vị đồng nghiệp bố mẹ tôi, và đặc biệt tôi được biết là chủ tọa phiên tòa sẽ hai thẩm phán rất có kinh nghiệm, nên tôi rất mừng tôi hoàn toàn yên tâm vào việc xét xử. Dù là phán xử các vị như thế nào, có thể gây oan nghiệt cho tôi hay có thể gây oan cho tôi thì tôi cũng không chấp nhận. Thế khi mà các vị thương ăn để làm rõ bản chất của bạn không phải như cáo trạng nêu. Thứ sáu, một lần nữa cần thiết tôi đề nghị hội đồng xét xử khi đưa ra những phán xử của tôi với đồng nghiệp nhân viên của tôi chỉ hội đồng xét xử hãy nghĩ rằng đáng tiếc của hội đồng xét xử không chỉ liên quan trực tiếp đến xin này tôi mà phán quyết của hội đồng xét xử sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nước Việt Nam này là cái nước dân chủ có pháp quyền, một đất nước mà quyền công dân được bảo vệ. Phán quyết có thể tôi cũng như mọi người cũng như xã hội khâm phục khẩu phục, chứ không phải là phán quyết liên quan sang cái thôi. Dù
sự phán quyết của đoàn phát xử như thế nào cho nên tôi không đề nghị mà xét xử là hãy cho tôi được tại ngoại chờ khi này là khi bản án có hiệu lực, vì tôi đã không muốn chạy khi có thể chịu chạy, không có lý do gì nếu như tôi có chết tội mà tôi lại chịu chạy, vì lý do như là tôi xin mời xét xử cho phép tôi được chết tội. Vì những điều cần nói tôi đã nói tại phiên tòa, những điều cần gửi gắm đến các vị lãnh đạo đảng và nhà nước tôi đã nói tại phiên tòa, không cần phải trả giá, không cần phải thương cung gì cả, tôi đã làm bằng cách trực tiếp phiên tòa. Có một điều có thể nói tôi có thể tin tưởng, nhưng tôi hiểu những tác hại ngược của nó. Khi tôi đã nói những điều này thì nếu như tôi còn tham gia, tôi đề nghị hội đồng xét xử cho phép tôi được chuyển trạng sang trại tạm giam tuy hòa. Tôi cho rằng trại tạm giam tuy hòa sau cái quyền của cơ quan điều tra sẽ không an toàn đối với tôi ở Việt Nam. Thưa hội đồng xét xử, tất cả những điều tôi nói ngày hôm nay là tất cả cái nguyện vọng, cái ước ao, cái mong muốn của công dân luôn tuân thủ pháp luật, tin tưởng vào pháp luật, tôn trọng pháp luật một cách đầy đủ. Công dân có những đóng góp nhất định của bên nhà nước này. Công dân đã tạo dựng ra rất nhiều doanh nghiệp, hàng chục ngàn lao động đã đóng góp thuế rất nhiều cho nhà nước này. Những doanh nghiệp này đã được cả ghi nhận sự kiên nhẫn của đồng xét xử có giới hạn, nhưng tôi tin tưởng vào 99% người dân Việt Nam, tôi tin tưởng vào đất nước này, tôi yêu đất nước này, nhưng vô thể không đúng. Những lời nói trong nước tôi đây không phải là lời nói hay là cố là tôi muốn gì hay muốn gì, tôi chỉ muốn là dân thường phải góp sức của bảo vệ của đồng và xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi xin cảm ơn đồng xét xử đã đến đây.